Thưa quý vị và các bạn, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước đối với đổi mới giáo dục và đào tạo, Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên đã ban hành Nghị quyết 14 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố đã xây dựng và chỉ đạo các phòng ban đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã phường triển khai thực hiện đề án 143 về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo thành phố giai đoạn 2011-2015. Phần đầu trang địa phương tháng 9, mời quý vị và các bạn tìm hiểu hiệu quả của đề án 143 đối với sự nghiệp giáo dục của thành phố Vĩnh Yên. Chùa Bảo Sơn tọa lạc ở thôn Khả Do, xã Nam Biêm, thị xã Phúc Yên. Chùa có quy mô kiến trúc lớn với 59 pho tượng Phật to nhỏ khác nhau, được tạo dựng bằng nghệ thuật chạm khắc hết sức tinh vi điêu luyện. Đây là thành công nổi bật của nghệ thuật tạc tượng Chùa Bảo Sơn, nghệ thuật tạo hình Việt Nam cuối thế kỷ 17. Chùa Bảo Sơn là tác phẩm quý về mỹ thuật cổ dân gian của nhân dân ta còn lưu giữ lại đến ngày nay. Trang địa phương phát sóng lúc 20:50 ngày 2 tháng 9, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nghệ thuật kiến trúc độc đáo cũng như những nét đẹp văn hóa tâm linh đặc sắc của ngôi chùa Bảo Sơn. Ẩm thực Tam Đảo mang đậm đặc trưng của vùng núi, có thịt bò xào tỏi thơm ngây ngất, thịt gà đồi luộc, hay buổi tối khoác áo len ngồi nhâm nhi đồ rừng nướng để cảm nhận được hương vị thơm nồng ấm đặc trưng của núi rừng. Thế nhưng có một món rau giản dị lại tiêu biểu cho ẩm thực Tam Đảo, đó chính là cây su su. Trang địa phương tháng 9 mời quý vị và các bạn đến với Tam Đảo để cùng tìm hiểu về quá trình phát triển của cây su su trên vùng đất này.